hướng dẫn quan sát các chòm sao, các vật thể sâu, các hành tinh và các sự kiện thiên văn học đáng chú ý trên bầu trời đêm tháng 10 năm 2020. Các sự kiện thiên văn học đáng chú ý. Vào đêm 21, rạng sáng 22 tháng 10 sẽ là cực điểm mưa sao băng Lạc Hộ. Mưa sao băng Lạc Hộ là một trận mưa sao băng trung bình với tần suất khoảng 20 sao băng một giờ tại cực đỉnh. Các sao băng Lạc Hộ có nguồn gốc từ tàn dư bụi để lại bởi sao chổi Halley, được phát hiện từ thời cổ đại. Trận mưa sao băng diễn ra hàng năm từ ngày 2 tháng 10 cho đến ngày 7 tháng 11. Cực điểm năm nay của Lạc Hộ rơi vào đêm 21, rạng sáng 22 tháng 10. Mặt trăng lưỡi liềm đầu tháng sẽ lặn trước nửa đêm, để lại bầu trời tối thuận lợi cho một buổi quan sát mưa sao băng. Thời gian quan sát tốt nhất là sau nửa đêm, tại khu vực tối và thoáng đãng. Các sao băng sẽ bắt nguồn từ chòm sao Lạc Hộ, nhưng cũng có thể xuất hiện ở bất cứ nơi nào trên bầu trời. Bầu trời đêm luôn là một bữa tiệc thiên văn kỳ thú. Hãy khám phá những điều kỳ diệu từ ngay sân sau nhà bạn. Truy cập website Vật lý Thiên văn để tìm hiểu thêm nhiều điều bổ ích. Vật lý Thiên văn, chia sẻ niềm đam mê.